Xin chào các bạn. Mời các bạn đến nhà văn hóa của thôn Kéo Khoác của xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc để xem các cặp đôi hát thi. Hôm nay thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết, có mời rất đông các cặp hát thi đến từ Bắc Giang, rồi từ xã Sông Long, các xã khác. Mời các bạn cùng nghe cặp đôi này nhé. Các anh này đến từ Bắc Giang, hai chị Xuân Long này. Mời các bạn cùng nghe nhé. Vừa rồi đấy. Tao đến tao thấy gần 56 à? Vâng. Ka ma la 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 la
chân đầy lìa ra chân đường. Quay.
bà la la nói ơi ta nói. Mấy cô này cũng quay này. Bên kia có mấy cặp đôi nữa đang hát kìa. Bye.
long à ơi ư sao nhỏ to lư tu lư đa lư tha lư ngang cả ba mấy đời cũng sao ba vừa hát vừa nhầm lẩu. Hai chú này Bắc Giang. Bắc Giang. Thiên sa tu chạy à chiu mộng đi. Con nó bạn này để chân này. Con nó mà nó đi ơi. Đi à. Nó tàu nam thì hắn không nào hắn mới cho đi hắn nữa nó có tập tới thì phải làm nhà nhà ba ba bên trên chị ơi yêu mong con đi đi hắn nào không đi đi hắn cái gì con muốn con nó tạo cái nó đi hắn tóc cổ hắn mình đi tạo cái nào con đéo mình cho tạo tóc con mình nào đi hắn đi nhà hắn tồn khí cơ nà nhà hắn khí cơ nè nhà hắn luôn nhà hắn khí cơ nà luôn này này mình dắt tỏ hắn biết nhà hắn này sao áo khẩn mang đi mình đi tạo kiếm rồi thế nữ mưa lòng ai nhớ bè thi này ngang chân tâm mệt đéo mình nào nè phải cái này xin mê có đâm nà nè có hẹn nữ nè mi hẳn nè và phải tập chạy không 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 Nhà 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 nhà
tha ta ư lọt ba cần na phan nữ sơ sa a sa la na pen chư nha na pen chư không thả đấy. Mình mới xoáy lông mà mẹ bắn chung thôi hả? Không mẹ bắn chung nè bà nhanh quay quay cái này nhà cam ca bồ tát nữ, nhà mi tao nữ.
mà sơ mơ lăn ta. Video này sẽ dừng tại đây. Chúng ta sẽ tạm biệt cặp đôi này để đi xem các cặp đôi khác các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin tạm biệt các bạn.